Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về chiếc Thunder Paper Magic Clip này. Khi anh em mua hàng bên mình á, thì bên công ty vận chuyển họ giao tới thì nó đôi khi á, nó sẽ bị lệch lửa như thế này. Và mình làm video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chỉnh lưỡi chiếc Thunder Paper Magic Clip này. Đó. Để chỉnh lưỡi chiếc Thunder này thì mình sẽ sử dụng tua vít này, mình sẽ mở lưỡi ra. Đó, mình sẽ quặn hai con ốc này ra. Mình sẽ bỏ qua một bên. Đó. Do công ty mình trước khi bán chiếc Thunder này đã mài xỉa cẩn thận, và khi giao tới cho các bạn thì mình không thể quản lý được hết bên công ty vận chuyển, cho nên là nó sẽ bị lệch lưỡi như vậy. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn gắn chiếc lưỡi Thunder này làm sao cho cắt ngon nhất. Đây, mình đã tháo chiếc lưỡi ra, bây giờ mình sẽ gắn vô lại. Đó, để gắn vô các bạn bỏ lưỡi vô. Đó, nó sẽ không bị rớt các bạn. Đó, mình sẽ gắn vô như thế này, đè vô. Và đây mình sẽ dùng chiếc lưỡi lớn này, mình áp vô, mình đè vô làm sao cho nó thế này, xong dùng tay mình đè khít lại. Đó, dùng tay đè khít lại làm sao cho hai cái lưỡi này nó bằng nhau, hai cái viền lưỡi này này nó bằng nhau, nó sẽ khít lại như thế này. Đó, các bạn thấy đó, nó bằng nhau như vậy. Mình sẽ là dùng tay mình đè và mình sẽ quặn ốc vô. Mình đừng có quặn chặt ốc luôn nha các bạn, mình chỉ gá ốc vô thôi. Đó, mình chỉ gá ốc vô để cho nó giữ cái lưỡi thôi. Mình sẽ gắn con ốc còn lại. Đó, mình sẽ gắn ốc còn lại. Đó, mình chỉ gá vô để mình chỉnh lại. Khi mà các bạn chỉnh nó là các bạn quạt đưa cái cần này lên hết luôn các bạn, đưa sát để cho hai cái lưỡi này bằng nhau. Đó, các bạn sẽ chỉnh lại làm sao cho hai cái lưỡi nó bằng nhau. Đó, các bạn thấy không, hai lưỡi này sẽ bằng nhau như thế này. Các bạn đừng có chỉnh cái lưỡi phía sau này nó thấp xuống quá, và nó thấp xuống, khi mà nó thấp xuống á là nó sẽ cái lưỡi này nó sẽ lưỡi kép paper này nó sẽ cao hơn và cắt nó sẽ cắn vào da thịt rất là đau. Đó, các bạn phải chỉnh cho nó hai cái lưỡi này nó phải bằng nhau, hoặc là cái lưỡi dưới, hoặc là cái lưỡi lớn này nó phải hơn cái lưỡi kép nhỏ nhỏ này một xíu. Đó, nó sẽ cắt rất là ok luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ quặn chặt ốc, nhớ là quặn đều nha các bạn, quặn đều. Đó, khi mà các bạn gắn vào nha, là cái ngàm này nó sẽ hơi hở một xíu, nhưng mà không sao các bạn, cái ngàm này hở không sao hết, nó cắt vẫn ok, nó cắt rất là tốt, không sao hết. À, bây giờ các bạn sẽ giữ lưỡi này và sẽ quặn chặt hai con ốc này vô. Đó, quặn chặt vô nha các bạn. Đó, các bạn thấy đó. Đó, và cần này. Đó, bây giờ mình sẽ test máy này cho các bạn. Trên mình sẽ cắt bằng chỉ nha các bạn. Đây, mình không có tóc thật nên mình sẽ cắt bằng chỉ. Đây, đó, các bạn có thể thấy đó, cái này nó cái chỗ này, cái ngàm nó hơi hở một xíu thôi, khi mà các bạn gắn lại thì nó hở như thế này, nhưng mà các bạn cắt rất là tốt, các bạn không sao hết, vấn đề đó không sao. Mình sẽ test, mình sẽ cắt chỉ cho các bạn khi mà gắn vô xong nó sẽ cắt như thế nào. Đây, đó, rất là bén luôn. Đây là chỉ đơn. Đó, các bạn thấy đó.
Đó. Mình sẽ gộp đôi cái chỉ nó lại để nó cắt chỉ đôi cho các bạn. Đây, chỉ đôi đây. Đó. Mở tay ra, mở tay ra coi đây. Đó, các bạn thấy đó. Chỉ đôi nha các bạn. Mở tay ra. Đó, chỉ đôi. Khi các bạn gắn chiếc tông đơn này vào thì các bạn nhớ là tra dầu vệ sinh trước khi cắt nha các bạn. Đó. Các bạn thấy đó, cắt đầu em. Do khi mình gửi hàng tới có rất là nhiều anh em phản hồi là tại sao nó bị lệch như thế này. Đó. Và tại sao nó bị hở như thế này, hở rất là ít nha các bạn. Đó. Để, cho nên là mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn gắn lại chiếc lưỡi này, tháo ra và gắn lại chiếc lưỡi này để cắt tốt. Và mình lý do tại sao cái này nó hở nó, đó, nhưng mà đây là do thiết kế của máy như vậy, nhưng mà hở rất là ít các bạn. Khi mà các bạn biết cách gắn thì nó sẽ hở rất là ít và cắt nó rất là ok đó, không thua kém gì những chiếc tông đơm khác luôn, tông đơ quanh của Mỹ luôn đó. Mình đó, các bạn thấy đó. Mong rằng các bạn sẽ thực hiện dựa vào video này, các bạn sẽ thực hiện tại nhà chiếc và gắn lưỡi chiếc tông đơ này. Ok, tông đơ hiệu Paper Magic Clip bên mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.